Ngay sau tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Ninh, 37 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngay sau tháng 4 năm 2023, Ninh gọi điện thoại cho người đàn ông tên Ba, không rõ lai lịch, ở huyện Tương Dương, Nghệ An, hỏi mua 5 bánh heroin. Người này đồng ý bán cho Ninh với giá 200 triệu đồng một bánh, tổng 5 bánh là 1 tỷ đồng, hẹn giao hàng tại huyện trên. Ninh rủ thêm Huỳnh Khánh Trình, 34 tuổi, cùng chú xã Tiên Cảnh, đến huyện Tương Dương mua ma túy, hứa sẽ trả 10 triệu đồng tiền công thì Trình đồng ý. Chiều 7 tháng 4 năm 2023, cả hai đón xe khách đến thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, thuê nhà nghỉ ở, mua chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại. Đến chiều 8 tháng 4, cả hai chạy xe máy đến điểm hẹn tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Sau đó, Ninh đi bộ vào trong rừng gặp người đàn ông tên Ba mua 5 bánh ma túy heroin và được tặng thêm 72 viên hồng phiến. Ninh trả trước 400 triệu đồng, còn nợ 600 triệu đồng hẹn bán được ma túy sẽ trả đủ tiền. Ninh cất giấu ma túy trong túi sách rồi gọi điện thoại cho Trình vào đón. Cả hai chạy xe đến thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An. Cả hai gửi xe tại một cây xăng rồi đón xe khách về lại Quảng Nam. Lúc lên xe khách, Ninh đưa túi sách bên trong có chứa ma túy cho Trình giữ. Khi xe huyện Núi Thành, Quảng Nam, cả hai xuống xe thì bị lực lượng công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt giữ. Kiểm tra trong túi sách có 5 bánh heroin và 72 viên hồng phiến. Quá trình điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian bị tạm giam, Ninh có biểu hiện ít ăn, thường xuyên la lối, không kiểm soát được hành vi. Giám định tâm thần, cơ quan chức năng xác định Ninh bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy, khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi bị hạn chế. Trước đó, cuối năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã xét xử, tuyên án tử hình đối với Huỳnh Khánh Trình về tội mua bán trái phép chất ma túy.